Tức là cái việc chúng ta đắp bột nhanh hay không phụ thuộc vào hai yếu tố như Thảo vừa nói. Một là lúc đắp bột ấy, mình phải đắp cho nó chuẩn form đã, không bị bè, không bị chảy bột sang hai bên. Và giai đoạn thứ hai là kỹ thuật chạy máy, nên Thảo mới hay gọi là kỹ thuật này là kỹ thuật ăn tiền ấy. Việt Nam cũng ăn tiền mà các bạn ở nước ngoài lại càng ăn tiền luôn. Và đây là những dụng cụ chúng ta cần ở trong video này nhé. Ở video này thì Thảo sẽ chia sẻ nhiều mẹo hơn để giúp cho mọi người đắp có thể là nhanh hơn, đỡ tốn thời gian hơn, và sẽ giải đáp cho mọi người những cái nguyên nhân mà làm sao mọi người đắp còn mất thời gian như thế. Thì đầu tiên ở đây chúng ta sẽ chuẩn bị một cái móng ngón tay giả nhé. Đây là ngón tay giả nên lát nữa Thảo đắp nó có thể sẽ hơi lung lay một chút đấy mọi người. Và chúng ta sẽ chuẩn bị một cái móng tiếp được nối ở đây và mình đã rũa đi rồi. Màu bột hôm nay Thảo sẽ dùng màu X12, còn lại thì mọi người có thể dùng những cái màu nào, bất cứ màu nào cũng được nhé. Và tùy từng chất liệu bột nữa mọi người nha. Có những bột nó rất là dẻo và có những bột thì nó sẽ rắn hơn một chút. Thì mọi người sẽ lấy bột ở đây, lấy một cục vừa phải. Mọi người sẽ chờ chín và sẽ đặt khoảng tầm 8 đến 9 phần móng thật. Đây là đắp bột màu nha, không phải đắp bột ombre mọi người nhé. Mọi người có thể đặt dọc hoặc đặt ngang cục bột đều được này. Sau đấy thì mọi người sẽ để dốc móng cho cục bột nó chảy. Để dốc móng cho chảy tự nhiên nhé, vì bây giờ đang ướt, chưa có đắp được. Nếu như bây giờ làm thì chỉ có vuốt được thôi. Mọi người chỉnh hai bên cho nó không bị bè ra. Và đây không phải là đắp bột ombre nên không cần vuốt xuống mà mình sẽ đẩy lên. Đẩy lên để cho cái phần móng này được dày hơn nhé. Đó, và sau đấy thì mình vuốt thật nhẹ nhàng thôi. Lúc này vẫn còn hơi ướt một chút nhưng mọi người kiểu không muốn chờ lâu thì chúng ta có thể vuốt nhẹ nhàng như vậy. Rồi. Đây. Đây là mình đang vuốt một chút mọi người nhé. Còn đắp thì phải chờ cho cục bột nó không còn đi theo cọ một chút nào nữa thì mình sẽ đắp được. Còn ở đây đỡ mất thời gian, mọi người sẽ đắp luôn. Và để cho nó nhanh thì mọi người sẽ vuốt như thế này. Và đồng thời là mọi người sẽ vuốt hai bên cạnh để cho nó không bị bè form ra. Cái việc là chúng ta có đắp nhanh hay không là nó phụ thuộc vào lúc này này. Lúc mà vuốt bột như thế này này là một phần này. Là mọi người phải làm cho hai bên cạnh móng nó không bị bè form, không bị chảy bột ra. Đó, nó đã ôm form ngay từ đầu rồi. Đây là mọi người có thể đắp một cục bột cũng được nhé. Còn với các bạn nào mà chưa quen thì có thể đắp hai cục như Thảo đang làm ở đây. Mọi người lấy một cục nhỏ hơn. Và bây giờ thì mình sẽ có nhiều thời gian hơn để chúng ta đẩy bột vào chân móng. Chân móng cho nó tròn và nó thấp dần nhé. Chứ nhiều khi mà mình đẩy là không để ý là cái chân này rất là cao và nó còn không được tròn, nó có thể bị lip, tức là bị tràn lên phần da nữa. Mọi người đặt xong một cái thì mọi người muốn nhanh có thể vuốt bột luôn ở đây nhé. Miễn sao là ở phần móng này nó giữ được phần cầu móng là được. Được chưa? Nó chưa hề khô đâu, mọi người cứ chỉnh hai bên đi. Sau đấy thì mình sẽ vuốt để lại cái phần cầu móng nhé. Rồi. Bước này là bước vuốt nha mọi người nhá. Phần nào bị lem ra bên ngoài thì mình sẽ lau luôn đi. Này chỉ lem ra thôi đấy. Vuốt này, vuốt một cái mọi người có thể lau vào giấy. Thao tác vuốt một cái lau vào giấy. Đó. Sau đấy thì mình sẽ điều chỉnh cả bề mặt làm sao cho nó giữ được cái độ mịn trên bề mặt và phần cầu móng. Bước này là bước vuốt nha mọi người. Còn nếu như cái bột của mọi người nó rắn hơn hoặc là mọi người thôi không quen vuốt thì mọi người chờ một lúc thì nó cũng sẽ hơi se se và mọi người sẽ đắp và đập vào vuốt như bình thường. Còn ở đây Thảo muốn làm nhanh thì Thảo sẽ vuốt luôn. Miễn làm sao là nó đạt được cái tiêu chí của mình. Rồi, phần chân móng nó để tròn mọi người nhá. Đây, sau đó thì mọi người sẽ đắp bột clear. Bột clear này sẽ giúp cho cái móng này được khô nhanh hơn và nó được dày hơn nếu như móng đang mỏng. Thì tức là khi mọi người đắp cái móng này mỏng, cho cầu móng mỏng thì bây giờ phủ thêm nhiều clear hơn. Còn khi mọi người đắp cái móng này đã đủ dày cầu móng rồi ấy, thì mọi người chỉ cần vuốt cái bột clear này lên trên thôi, vì bột clear sẽ giúp cho nó khô nhanh hơn đấy mà. Còn nếu như để bột màu thì nó khô khá là lâu. Đây cái móng giả đây mọi người, ngón tay giả này nó hơi lung lay một chút. Còn lại thì mình đắp cái phần chân móng hoàn toàn là theo viền của cái móng giả này nha, và không về bị lem ra phần nào đâu nhé. Mình cố gắng đắp đều nhé. Đắp chưa đều thì chúng ta có thể bù thêm một cục bột vào bên nào mà chúng ta đắp bị ít bột nhé. Rồi mình sẽ dựng cọ vuông góc để cắt bột này. Thế đến bài học này mọi người đã luyện đắp bột rồi thì mọi người sẽ có thể là xem lại. Nếu như các bạn đang xem video này mà chưa xem các video về học đắp bột trước đây của Thảo thì mọi người có thể ấn vào các link của video trên nhé. Đây mọi người đắp xong nhìn thấy cầu móng này. Đó. Cầu móng rất là căng và rất là đều luôn. Sau khi chờ bột nó khô nhé thì chúng ta có thể là chạy máy này, dùng đầu mài để chạy. Thì cái việc chạy máy này đây Thảo đang làm những cái bước liền nhau. Và mọi người muốn xem về các video chạy máy mài thì mọi người có thể xem vài cái video này của Thảo. Thảo để link ở bên trên. Mọi người ấn vào là xem được nhé.
Ở phần chân thì trước hết mình sẽ chạy tròn nó đi đã, chạy thấp nó xuống. Rồi sau đấy thì chúng ta sẽ chạy hai bên này. Tức là cái việc chúng ta đắp bột nhanh hay không phụ thuộc vào hai yếu tố như Thảo vừa nói. Một là lúc đắp bột ấy, mình phải đắp cho nó chuẩn form đã, không bị bè, không bị chảy bột sang hai bên. Và giai đoạn thứ hai là kỹ thuật chạy máy. Nên Thảo với hay gọi là kỹ thuật này là kỹ thuật ăn tiền ấy. Việt Nam cũng ăn tiền mà các bạn ở nước ngoài lại càng ăn tiền luôn. Thì hai yếu tố này nó góp vào mới giúp cho chúng ta đắp bột được nhanh và được đẹp được. Ví dụ như mình đắp bột chưa ok mà kỹ thuật chạy máy tốt thì sẽ được thôi, nhưng mà nó sẽ lâu ấy, kiểu phải mài mòn đi quá nhiều ấy, mất thời gian. Còn ví dụ như mọi người đắp bột rất là đẹp rồi nhưng kỹ thuật chạy máy chưa có thì mình cũng sẽ tốn thời gian hơn một chút, mình phải dùng rũa nhiều hơn. Đó, sau khi chạy mịn xong bề mặt đi rồi thì mọi người sẽ dùng rũa dày như thế này nhá, để chúng ta rũa form hai bên. Rồi rũa đầu móng nữa. Đây, bước này là bước phải rũa thẳng rồi, thì mọi người chưa rũa được thì mọi người phải xem lại các video trước của Thảo chia sẻ về rũa form. Rồi, sau đó thì mình sẽ phao mịn lại nhé. Lúc này thì mình không phải sơn thêm gì đâu, phao mịn xong thì mình sẽ lau đi. Và có thể yêu có khách đi rửa tay hoặc mình sẽ lau bề mặt này bằng cồn hoặc acetone. Sau đó thì chúng ta sẽ sơn tốp lên. Và sau đấy thì mình sẽ sơn tốp lên nhé. Sơn tốp lên thì cũng có cái mẹo để mọi người làm cho nó không bị bè form, không bị xấu, không bị chảy, không bị mất form. Đấy là mọi người sẽ sơn tốp như bình thường thôi, nhưng mà sơn mỏng thôi nha, không sơn dày quá. Và sơn xong, ví dụ mọi người sơn 5 ngón thì phải quay lại kiểm tra. Sơn xong ngón thứ 5 thì quay lại kiểm tra các ngón còn lại. Và có thể làm một thao tác là vuốt hai bên đi và vuốt đầu móng đi để cho nó được chuẩn form khi mà chúng ta hơ đèn. Đó, như vậy là chúng ta đã ăn xong rồi mọi người nhé. Nếu như mọi người làm quen rồi thì có thể làm nhanh hơn nữa, vì đây là Thảo đang làm hướng dẫn cho mọi người thôi. Nó sẽ chậm hơn một chút so với bình thường vì Thảo vừa làm vừa nói.